Long quay qua lỡ tháng đầu về nhà ông làm video đó. Đúng rồi, ông đang video. Chào mừng quý anh chị cô chú. Chào bé. Bữa nay phải tranh thủ mới được. Đúng không? Cho cho em cái nóng hay gì? Cái nào cũng nóng hết. Ôi, đơn hàng quá trời luôn rồi. Rồi lên. Đẹp không? Quá trời luôn. Wow, quá trời luôn á mọi người. Chắc đơn khách đặt nhiều qua điện thoại mọi người ơi. thích giỡn liệu ta. Tối bụng quá rồi chắc ăn bánh xèo quá. Dạ ăn rồi đó trời. Đừng đó là kiểu chào của hoa hậu á. Hoa hậu bánh xèo. Ok. Bánh xèo là giờ lên quá đẹp luôn mọi người ơi. Ui. Bà ngoại đang hái bánh xèo cho khách nha mọi người. Dễ thương đưa gác. Ba chục. Bốn cái. Bốn cái đâu mà nội, bà ngoại. Sớm hả? À gì? Đường online. Bốn cái. Sao có gì hết không? Không có gì hết hả? Đừng khủng mà. Sao lý do? Phải hà là sông là nước là trai chứ gái được. Ồ, hay quá là. Hay lắm. Ô bà ngoại mới hôm qua kia đấy. Ô bà ngoại. Đây. Đây con mối. À. Tại sao ai mà nói vậy trời? Đây nè, Sài Gòn dấu yêu. Sài Gòn dấu yêu đây nè, fan hâm mộ của tôi nè. Hôm nay lên được hả? Gì hả? Đúng không? Dạ. Hôm nay dẫn con đi lên ăn. Dạ. Qua hai chồng già đi ăn là bữa nay dẫn con đi ăn. Hôm qua là có vô rồi. Có vô rồi. Có ăn qua. Lẽ là ăn thường nhưng mà tại đông quá thì mình thấy ngon. Dạ. Vô ăn thì mình thói tội nghiệp hả? Ăn riết riêng luôn hả? Ăn riết trời, tôi như cầu giá
Đó là cô là đạo bánh xèo. Nghe chỗ Phạm Văn Hai, cô Sáu Phạm Văn Hai á, bà của xe cũng có tôi luôn. Rồi, Phạm Văn Hai ở đường chỗ Tân Bình hả cô? Ờ, đúng rồi. Là tôi lết chỗ nào có bánh xào mà xèo xèo là tôi ăn nè. Rồi, vậy thì á. Dạ, cái mới vậy mới biết chỗ này nè, mới lợi ăn. Hả? À. Thành ra là ok. Nhờ cháu Dũng nè. Nhờ cháu Dũng kìa. Cô phỏng vấn chút xíu ơi, đó cô, từ từ chứ. Cho xe ra. Út Mẫn. Út Mẫn. Từ từ chứ, chưa phỏng vấn xong mà. Vậy là bữa giờ là có đi ăn bánh bánh xèo gì rồi. Trời ơi đi ăn ngoài này đi đông quá. Bữa rồi chị. Sẽ hối bả luôn chị. Cô từng nghe ăn cô ăn nè cũng giống chán nè. Thì nghe chỗ Phạm Văn Hai chỗ bánh xèo mua sáu đó. Cũng có lớp lại ăn. Cầu quán. Rồi à, nhân quán ai kia ai. Cầu quán. Cầu quán bánh xèo cầu quán. Trời ơi đi. Nhân quán là hủ tiếu. Chỗ nào bánh xèo mà cô ăn. Cái này ngon đúng không? Rau cỏ gì đâu. Cái ông chú nó cũng chen lắm. Chỗ nào xa cách nào đó đi ăn cơm cung đình cũng bao quay luôn á. Là có lên đó ăn cung đình luôn á. Ờ, dẹo bà Cúc á. Cơm này da. Ờ, đó, dẹo bà Cúc á. Chú ở đây đặt bốn cái mình vô buộc đó chứ không? Rồi, ngày nào cũng coi vô đó. Đó, ngày nào cũng coi. Cái ngày nào cũng vậy á. Có luôn hả? Có luôn. Dạ. Có gặp bà gái đó luôn. Ở đây chuẩn bị gì vậy? Đâu, cô bị tai biến mà. À. Ờ, cô bị tai biến mà. Dạ. Từ mấy năm rồi. Dạ. Thật ra cô thích cái tên, tại vì thích cái giọng cười của con á. Đầu tiên là cô coi... Cô, đêm nay mình chưa có. Dạ. Đó, bây giờ cũng vẫn còn coi. Dạ. Rồi, thôi cô với chú về. Rồi, thôi cô về ha, bye bye. Về nhớ cày view cho con nha con. Cây view. Bye nha. Dạ, thôi chào cô. Tình thương cũng thương không? Tình cảm chứ. Chào cô nha. Dạ. Bởi ghiền, bởi ghiền. Ghiền bánh xèo. Không ngon. Có phương kìa. Gì? Tôi có đăng ông ơi. Tôi không đăng ông. Vô gì, vô gì. Vô mét 8 đó mà. Cắt ra. Cái gì nãy mới quay gọi. Kêu để quay gà. Câu view quá trời luôn rồi đó, hình như có view nhiều lắm rồi đó. Mới 2 ngàn. Nãy là biết mấy tiếng rồi? 3 giờ mấy? Tiếng rưỡi. Cuộc sống Sài Gòn TV đang chưa? Không biết. Ông nói nãy ông nói ông chuẩn bị đang vào đồ Út Phương nhanh lành quá. Nói, ông quay điện thoại nhanh nhanh. Đúng rồi. Ông quay mới quay kia. Nãy nãy cái vụ gì có gì hết không? Có phái đoàn tới hả? À phái đoàn hả? Nãy giờ có phái đoàn thôi. Ông đừng có ông tu nữa, ở lại đi ông để có mặt. Ờ, tôi kêu ông đây, ông nói 12 giờ bán giờ ông đi, ông mới rớt xuống sân bay mà. Noel bán à, cô? Noel bán bình thường. Mai hả? Mai Noel 21. Mốt, chủ nhật. Không biết chủ nhật hay là mai ta? Mai 23. Mai 23, giờ dạ, mai à? Dạ, 26 nghỉ á cô. 26, 26 tháng 12 nghỉ. Cuối tuần ta đi ăn bánh xèo đồng.
đâu có 25 là đâu phải cuối tuần, qua đầu tuần rồi. 25, 24 là chủ nhật. À. 25 thứ hai. Rồi đuối phải không? Ngày gì bên đảo á. Đúng rồi. Ngày gì bên đảo đó, mình cũng đảo nên mình cũng có đó. Ủa vậy hả? Nhìn như lễ tạ ơn hay gì á. Hàng năm nay là hàng tháng. Đúng rồi, 25 tháng 12 ngày lễ tạ ơn hay gì á. À vậy hả? Không có rành nha các bạn. Cái này không có sai, cô chú anh chị đừng có chửi nha. Thanksgiving nha hả? Ngày 26 là ngày lễ tặng quà, ngày Boxing Day. Boxing Day hả? Chỗ Noel bé Hà có mặc đồ ông già Noel đứng chiên bánh xèo. Có trang bị áo Noel cho bé chưa? Trang bị đội cái mũ cũng được, cái mũ có hai cái sừng con sừng ngọc á. Hai đầu tư trang bị. Hôm nay sao thấy cái lượng bánh xèo nó nằm đây nhiều ta? À. Không kịp tiêu thụ. À rồi. Tôi đang đói đây. Nãy tính ăn bánh xèo trước rồi quay này. Bà ngoại là bữa nay là thấy là có bộ đồ khác này nha các bạn. Nhắc đồ đã. Có khán giả trên kênh Sài Gòn Gió Yêu nói nha. Bà ngoại có một bộ đồ không có tắm. Đúng rồi, bà ngoại lên đây là mỗi bà ngoại kể bà ngoại lên đây là chỉ có một bộ đồ thôi cả nhà. Đâu có nghĩ ở nhiều nhà vậy đâu. Nên bà ngoại có một bộ đồ, ngoại đi sắm sửa thêm. Ngoài dưới quê là có bán bánh bao ở nhà, bánh chai ở nhà. Đó là ngoài có lâu là gỡ bánh bao bánh ít lên rồi. Đây có cái chị phục vụ ở đây rồi, chị phục vụ ở ngoài, ở trong ở ngoài luôn. Ở chỗ đổ bánh xèo này có... Để cho bà ngoại dưới quê mà họ có muốn thêm người không? Có mà hôm qua thấy có một cô. Có một cô, không biết còn không? Đấy, chị người hùng thầm lặng nha, rất gọn gàng sạch sẽ. Bây giờ là mới có 5 giờ hơn. Chị chạy có cờ luôn. Ăn đây hay gì anh? Thôi có khán giả hỏi là bộ hôm nay đẩy chiếc xe mà lại để trong nhà để đặt trải nhiều bàn cho khách ngồi mà lại thấy có khả thi không? Chỗ để xe. Không khách á, khách tới ăn nó bị đông quá trong nhà không có chỗ để. Xe đi xe máy. Phải có người giữ rồi đó, đúng rồi. Bây giờ khách đi ăn cái bánh xèo 30 để tốn tiền gửi xe nữa. Mốt còn mọi về quê rồi có tính thuê người mướn người không bà nội? Có chị ở chiều phụ buổi sáng có một buổi sáng giờ thôi bạn ở nhà làm. Ở nhà hai chồng làm. Điều đỏ nãy cái gì? Trước thì
ngoại chưa lên, với vậy chúng ta chưa lên thì ở nhà cũng mấy bà cháu làm không có nhỉ. Ủa bữa nay thứ ba không thấy? Thứ ba đi trước em à. À vậy hả, đi học mà. Thuê người thì cũng tốn thêm chi phí đó nhỉ. Ráng làm chút xíu tiết kiệm. Cái công làm lời. Bởi vậy, cái công làm lời mà thuê thêm người nó tốn thêm chi phí nha cô chú chị. Chưa luôn, ăn tại chỗ hay mua gì anh? Hai cái đem về, hai cái bánh xèo đem về, cái bánh xèo đang nói là gì? Mấy cái đem về chị? Bốn cái đem về, tổng cộng là sáu cái đem về, hai bịch, bốn sáu. Còn bánh vừa khác nha, bây giờ là một mình với Hà là năm chảo luôn nha. Còn ngoại vô ăn mì rồi nha. Vụ gì? Vụ gì to nhỏ miếng nó xì xào to nhỏ xì xào quá. Đi mà còn ngó theo nữa. Là mình cũng tò mò luôn. À, coi bên đây chứ bà giùm bà coi những nó tiếp nha. Giờ chưa? Hên quá chưa. Để chú canh chừng chú nhắc cho. Mấy cô chú anh chị ở nước ngoài xem rất thích. Nghe bà ngoại sắp về bà cái hàng buồn không cái hàng. Khi nào làm việc chủ nhật tuần này á, chủ nhật còn ngoại chị quê rồi đó cả nhà, ông ngoại bà ngoại về rồi, còn tím ba với lại hai đứa em ở lại đúng không? Chỉ có ngoại ngoại chị thôi. Bốn tuần không phải phải về luôn rồi hả? Phải về trước. Không, ông ngoại còn trong nhà. Ông ngoại đợi chở bà ngoại về chung. Chị kia chị biểu diễn kìa, ó, vẫn còn thích biểu diễn. Ca sĩ tương lai đó nha các nhà, ca sĩ tương lai á. Không những hát hay mà còn diễn tốt nữa. Hát hay mà còn diễn tốt, múa giỏi nữa. Hai cái đem về. Ca sĩ nhí tương lai. Hai cái. Chết rồi nè mấy hàng. Chết rồi nè mấy hàng. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Dạ. Yeah. Anh đã nhiều lần cả. Anh đã nhiều không? Có rồi, đâu có đó. Ê vậy hả? Không, em không có mic, em xây đờ đắc điện thoại luôn. Đó đúng rồi, ngưng xíu đi. Rồi. Cứ để năm chảo chảo không kịp bánh nó khét ăn không ngon. Ngon lắm khổ bây giờ đó. Khi quảng cáo ngon. Đưa đâu mà ngon. Ôi anh khách làm dữ quá, bé mất hồn luôn rồi. Chạy luôn rồi, không dám mua tiền luôn. Bé ngoan mà. Rồi, ngoan mà lanh lên các bạn. Rồi, bà ấy đang ăn cục chèn vô. Ôi chưa. Lắc đầu. Khách dạ, dân khách dạ. Chú này nhà nào cũng ăn, chú này còn dấp rồi, bữa mới quay. Dạ. Kìa, ra cho ông xem hết kìa. Chú này bữa mới quay nè, ở Gò Vấp nè. Mới lên hàng này đi nữa. Còn lại khách quay lại nhiều lắm. Khách quay lại. Bánh xèo đây cách ngày ăn lần. Còn lại có cô khán giả kia là ăn thành dưa hàng ngày luôn. Mì đưa mang về nữa nè. Nay dùng mấy cái chú? Này 14 cái à. Nay 14 cái thôi. Này giờ lấy như buffet đó.
không bị chờ nữa. Chép nha. Cái này nè. Chú mè cái chảo đó đó. Chưa chín. Cũng chưa chín. Mèo, vô phòng với dầu đi con. Con mèo này ghiền dầu rồi. Thứ ba đó, hai đứa đó là con của thứ ba đó. Mới đi còn nhớ gì. Thương nhớ. Một trai một gái. Đang đưa rau cho trời, đưa bánh mà không đưa rau dữ dằn nha. Chơi dữ nè. Là nhỏ mất hồn ở chạy vô luôn. Không chơi ngược nha, hồi trước là đưa rau không đưa bánh, giờ chơi vô không đưa bánh đưa rau. Hồi bữa đưa rau trước, giờ đưa bánh không đưa rau. Đi lướt cho chú Dũng ơi. Bữa nay là bánh nhiều hơn rau à? Bánh nhiều nha. Cái quạt nữa mà. Ồ, má dữ dàng. Đúng quá, phải bật lên cho nó. Đầu tư. Nó bán. Có cái bùi dai vậy. Đúng là có đầu tư. Mà dân hai dạng xem. Đây là thiết bị. Cái quạt để làm tải nhiệt. Tải nhiệt cái điện thoại. Ồ, trúng chưa, trúng chưa, trúng chưa. Mua bao nhiêu vậy? Trúng quá mấy. Trúng bao nhiêu vậy? Tỷ luôn. Tỷ là bà ngoại 3 tỷ, bà nội 3 tỷ. Rồi, có làm chứng nha. Xử lý được. Chứng dụng bao nhiêu? Chứng hả? Chứng dụng bao nhiêu thì sao đấy? Cô ấy gì? Cứ nói, muốn nhiều thì nói. Rồi, mới mua 2 tờ vé xuống. Nghỉ bữa một bữa sau à, một bữa thôi hả? Ngày 26 thôi hả? Chứ tụi tôi là 2 ngày. À cái rồi. Nghỉ một ngày. Ba cái gì? 26 ngày 26 thì quán cái gì mà dự định đi trong thời gian đó. Dạ. Yeah. Dạ cảm ơn anh. Thấy có mấy cái cài đâu rồi. Bà nội đi bắt thú rồi hả? Bà nội đi ăn rồi. Chạy. Nói nội với họ là chảo này chung rồi á. Không sao. Chảo này là nói chung là mọi người đã có tôm cái thịt rồi các bạn. Không có chậu dây nha. Giá 10 ngàn.
nhìn ghê vậy, nhìn ghê vậy. vụ gì rồi. Cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Người nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ video. Đó là quán bánh xèo của cô Liên, bánh xèo miền Tây rau rừng nha các bạn. Và địa chỉ là 21 Đông Bắc, Phan Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giật mình luôn hả? Thấy thường người ta kêu mẹ hai mẹ ba rồi đó, như hai chú chiến thiếp kêu mẹ đó mà. Ba bánh đem về. Rơ 3, rơ 4 luôn. Đúng rồi. Hay quá. Nhanh. Lành quá. Bé bây giờ nè bà ơi. 4-3. Oh, see that, yeah.